câu có dễ không? Nào, xem lại cho cô kiến thức về phép cộng, trừ, nhân, số nguyên và quy tắc số ngoặc trong vòng 3 phút nhá. 2 phút. Ôi mày ngủ đâu? Mẹ. À, mẹ. Không. Nào. Mà ok. À, rồi. Muốn cộng hai số nguyên âm chúng ta làm như thế nào? Cô mời bạn nguyên âm nhá. Này. Con trật tự mẹ mẹ này nào. Cô mời Tất Đạt nào. Hello cô là muốn em cô muốn cộng hai số nguyên âm, tao cộng số tự nhiên với nhau rồi để giấu từ trước kết quả. Trước. À rồi, đúng rồi, cộng hai phần số tự nhiên và số trừ trước kết quả. Cô bị tắt mic rồi cô ơi. Tiếp tục muốn cộng hai số nguyên khác dấu. Bạn lên bạn phá thối nhẹ đây nào. À, đúng chưa? Em quên em trả rồi cô. Ừ. Bye bye các anh chị đi, con bye bye đi. Bye bye đi, bye bye làm sao? Em nhìn thấy Hello em Hiền. Giống nhà mẹ em. Thầy đi ra ngoài một tí thôi mà. Bạn ấy lên đây, cô bạn đang phá thối rồi. Nào. Cô đang cố gắng có thể đi kiểm soát được hai đứa con của cô. Mẹ mẹ, cái máy tính gì mà? Thế giúp hai đồ. Con tắt đây. Tí nữa đợi cô mang về không? Tưng lắm, cười. Muốn cộng hai số nguyên khác dấu, cô mời bạn Ngọc nào. Bất mắt. Bất mắt. Ê, em với cô là quy tắc khác dấu là hai số hoặc đối nhau thì có tổng. Muốn cộng hai số nguyên khác dấu, ta tìm hiệu hai phần hai, ta tìm hiệu hai phần số tự nhiên của chúng rồi đặt trước hiệu tìm được dấu của số có phần số tự nhiên lớn hơn ạ. À, ta tìm hiệu của hai phần số tự nhiên thì chúng ta phải lấy phần lớn, số tự nhiên lớn trừ phần số tự nhiên bé, đúng không? Rồi, và đây không phải là đây không phải là quy tắc khác dấu mà là cái gì, quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu nhá. Rồi, cô cảm ơn em. Muốn trừ số nguyên a, số nguyên b nào. Cô mời bạn Hà em Trang. Em quên cô. Hà Trang. Cô muốn trừ hai số nguyên a với số nguyên b, ta a cộng mở ngoặc âm b. À rồi, ta lấy a cộng với số đối của b. Tiếp tục tắc, quy tắc phá ngoặc đằng trước có dấu cộng. Quần cười. Cô mời bạn Vinh. Hello cô. Quy tắc phá ngoặc đằng trước có dấu cộng. Em phá ngoặc đi rồi dấu trừ. Vinh học bài rồi, toàn nói liên thiên cái gì rồi. Em quên cô ơi. Quy tắc phá ngoặc đằng trước có dấu cộng. Cô mời bạn Nghĩa nào. Ông ơi, tiền tính xuống. Cô mời Nghĩa nào. Em luôn cô phá ngoặc đằng trước có dấu cộng là em bỏ dấu ngoặc đi rồi, em bỏ dấu ngoặc đi và dấu nguyên và các dấu hạng trong trong ngoặc ạ. À, ta bỏ ngoặc và giữ nguyên dấu và các số hạng trong ngoặc. Tiếp tục quy tắc phá ngoặc đằng trước có dấu trừ. Cô mời bạn cô gái Nghĩa cô ơi.
Cô là bỏ một câu thì ta được đổi dấu tất cả những số hạng không ngọc. Dấu cộng thành dấu cộng thành dấu trừ thành dấu cộng. À rồi, cô cảm ơn em. Tiếp tục, muốn nhân hai số nguyên âm ta làm như thế nào? Cô mời bạn Bình Minh. Bình Minh. Ừ, nãy bị lát cô ạ. Muốn nhân hai số nguyên âm em ạ. Chồng nhớ, không nghe thấy cô ạ. Muốn nhân hai số nguyên âm thì em làm như thế nào? Em đi ăn đi. Thì tưởng. Rồi, cô mời Tiến Minh ạ. Các bạn đừng nói nữa, không phải bật mic nữa, cô sẽ tự gọi mà. Muốn nhân hai số nguyên, ta nhân phần số tự hai phần số tự nhiên của chúng rồi đặt dấu trừ trước kết quả đã nhận ạ. À, muốn nhân hai số nguyên âm mà lại nhân hai phần số tự nhiên rồi đặt trước cước trừ trước kết quả à? Sai rồi, hai số nguyên âm rồi. Em Quân cô ơi. Rồi cô mời Quân nào. Em anh cô. Muốn nhân hai số âm khác dấu ta nhân lại phần số tự nhiên và dấu trừ kết quả. Quân ơi, muốn nhân hai số nguyên âm với nhau. Âm nhá. Muốn nhân hai số nguyên âm với nhau, ta nhân phần tự số tự nhiên rồi đặt dấu trừ trước kết quả. Sai rồi, thứ khác gì bạn nên đâu. Theo Hoàng Anh quê. Cô mời Huy Cường nào. Em sẽ coi chỉ cần nhân phần số tự nhiên của nó thôi ạ. À, nhân phần số tự nhiên với nhau thôi đúng không? Vì hai số âm thì ra một số dương rồi. Rồi, tôi cảm ơn em. Muốn nhân hai số nguyên khác dấu nào. Cô mời bạn Gia Khánh nào. Hello cô, là muốn nhân hai số nguyên khác dấu à? Ta nhân phần số tự nhiên với nhau rồi thêm dấu trừ trước. Rồi, nhân phần số tự nhiên với nhau và đặt dấu trừ cho kết quả. Này là mất trật tự quá, đi ra kia. Rồi, trong khi đợi thầy về xử lý các bạn bé này, cô giáo chia sẻ bài tập cho các bạn làm cho cô bài tập đấy nhá, không em mất trật tự nhá. Vâng. Thôi. Làm vào đâu cô? Đợi cô đang chia sẻ màn hình. À, vào buổi chiều cô. Ừ, cứ làm vào buổi học thêm hết. Vâng. Cô chia sẻ màn hình chưa? Rồi ạ. Rồi, rồi ạ. Các bạn làm từ bài môn hình cho cô nào. Tức là từ bài 1 chuẩn bị nhá. Tui gà. Chui cả. Cả. Chị quả nè. Thank you.
Các bạn làm cho cô từ bài 1 nhá. Bài 1 chúng ta không cần phải tính, chúng ta vẫn so sánh được kết quả với các số còn lại. Nào, xong bài 1 rồi đúng không? Lương ạ. Cô sẽ gọi một bạn. Có nhìn rõ màn hình không nhỉ các em? Có. Có. Đợi cô tí. Có chị làm toán hay nhắc mình nhắc. Cô ơi, em. À, cô em xin phép thoát ra một tí nha cô nhé. Nào, hãy so sánh cho cô phần A với không nào.
Con mời bạn bạn gì nhỉ? Hải Vinh à? Hải Bình là em. Em với cô là 10, âm 12 nhân 4. Âm 12 nhân 4, âm 12. À, âm 12 nhân 4 nhỏ hơn không ạ? À, em chúng ta thấy rằng là tích của hai số nguyên khác dấu cho ta một số nguyên gì? Là số âm ạ. À, luôn cho ta một số nguyên âm, chúng ta đã có một nhận xét rồi đúng không? Chúng ta không cần phải tính cụ thể. Thế nếu tính cụ thể thì âm 12 nhân 4 bằng bao nhiêu nhỉ? Em với cô là bằng âm 48 ạ. À rồi, âm 48 thì hiển nhiên nhỏ hơn không rồi đúng không? Con ngồi lên bàn rồi con, để ghế ra. Còn chúng ta đã có một nhận xét tích của hai số nguyên khác dấu là một số nguyên âm. Và số nguyên âm thì luôn nhỏ hơn không? Vậy kết quả phần A, âm 12 nhân 4 nhỏ hơn không? Phần B nào? Cô mời bạn Quỳnh Chi nào. Em với cô là âm 15 nhân với âm 3. Nhân với âm 3 lớn hơn không ạ? À rồi, vì sao em biết lớn hơn không nhỉ? Em thưa cô vì nguyên tắc nhân hai số nguyên cùng dấu là chúng ta chỉ việc bỏ ngoặc đi và tính. Ở đây em nhân 15 nhân với 3, 45 lớn hơn không? À, em đã tính mà em quên phần nhận xét của nhân hai số nguyên âm. Hai số nguyên âm cho chúng ta là kết quả là một số nguyên dương, và một số nguyên dương thì hiển nhiên là lớn hơn không rồi nhá. Cô đã không yêu cầu nó không cần tính cả không? Tương tự phần C nào, âm 3 nhân với 2 thế nào với âm 3? Cô mời bạn Quỳnh Huyền chia Huyền Anh nào. Được cô, là âm 3 nhân 2 bé hơn âm 3. À rồi, phần này thì các bạn tính, sau đó tí nữa từ phần C và phần D chúng ta đã rút ra một kết luận nhá. Âm 3 nhân 2 bằng âm âm mấy nhỉ? 3 nhân 2 bằng âm 6 ạ. À, âm 6 nhỏ hơn âm 3 rồi. Các bạn khác kiểm tra với bài làm của mình nhá. Học online là các em phải tự giác nhá. Tí nữa cô giáo sẽ có những bài mà yêu cầu tính, là cô giáo sẽ yêu cầu các bạn chụp màn hình và chia sẻ, cô cùng các bạn khác cùng kiểm tra nhá. Thì con xuống con lấy bàn, lấy bàn. Vậy chúng ta thấy rằng là một số âm mà nhân với một số dương thì nó sẽ luôn gì nhỏ hơn chính nó. Dù âm 3 nhân với bất kỳ số nào thì nó cũng gì luôn nhỏ hơn âm 3. Nhớ là nhân với số dương thôi nhá. Trừ số 0 đúng không? Nếu âm 3 nhân 0 thì 0 lại lớn hơn âm 3 rồi. Tương tự phần D, âm 8 nhân âm 7 thế nào với âm 8? Cô mời bạn nào Bùi Chi nào. Bùi Chi không có ở đây à? Cô mời Khởi nào. Cô là âm 8 nhân âm 7 lớn hơn âm 8. Rồi. Vậy bất kỳ một số nguyên âm nào nhân với một số nguyên âm thì cũng lớn hơn chính nó, đúng chưa nhỉ? Vậy qua đây chúng ta nhấn mạnh lại phần nhận xét. Hai số nguyên khác dấu thì luôn cho ta một số nguyên âm luôn nhỏ hơn không? Còn nhân hai số nguyên cùng dấu thì cho ta một số nguyên dương mà lớn hơn không? Một số nguyên âm và nhân với một số nguyên dương thì nhỏ hơn chính nó. Còn một số nguyên âm mà nhân với một số nguyên âm thì lại lớn hơn chính nó. Đấy chưa nhỉ? Bài 2, các bạn đã làm đến bài 2 chưa? Các bạn đã làm bài 2 chưa nhỉ? Rồi ạ. Bài 2. Tương tự nhận xét của bài 1, chúng ta trả lời nhanh cho cô, không tính kết quả mà hãy so sánh cho cô ở bài tập 2. Cô mời bạn
Phần A nào? Cô mời bạn nào bây giờ nhỉ? Để cô tắt những cái này đi hả? Nghĩa là mày tập chưa? Nghĩa cứ ngồi nghĩa nghịch cái gì đây? Phần A cô mời bạn Vũ Tiến Đạt nào. Đúng cô, phần A là âm 21.212 nhân với 2.365 bé hơn 3.654 ạ. À rồi, phần B nào. Cô mời bạn Duy Khánh nào. Khánh không có ở đây nào. Cô mời bạn Tuyền nào. Tuyền không có ở đây à? Tuyền cô vừa mới thấy có xong nhỉ? Không thấy phản hồi. Phần B cô mời bạn Quốc nào. Quốc cũng không có à? À. Cô mời My nào. Duy Khánh có mà không biết trả lời này. Là 149 nhân 2 trả lời này. 126 nhỏ hơn 2 à, nhỏ hơn 8.924 ạ. Rồi, cô cảm ơn em. Phần C. Cũng không cần tính mà so sánh ở phần C nhá. Cô mời bạn Xuân nào. Cô em chơi xong rồi. Thế nào sau phần C á? Cô có yêu cầu phải tính kết quả đâu mà từ nhận xét học từ thầy phép nhân số nguyên rồi và cô lại nhắc lại ở bài tập 1 rồi. Làm nó bỏ ô ly chứ con. Không, cô không chụp bài làm vỗ đi như mọi lần. Đưa lại xem nào. Nào, phần C cô mời bạn Giang nào. Em cô là âm 316 nhân 3 âm nhân 312. Em cô là nhỏ hơn âm 499 nhân âm 231 ạ. À, tại sao em biết lại nhỏ hơn nhỉ? Em nói cô là vì âm 499 nhân với âm 231 ra một số dương ạ. Nằm ở đây luôn. Rồi, cô cảm ơn Giang. Vậy là chúng ta thấy ở vế bên trái của phần C đây là tích của hai số nguyên khác dấu ra một số nguyên âm. Còn vế bên phải là tích của hai số nguyên âm thì lại ra một số nguyên dương. Số nguyên âm thì nhỏ hơn số nguyên dương, chính xác. Phần D nào. Giải thích tương tự như phần C của cô nha. Phần D cô mời bạn Dung nào, Dung nay xem kiểm tra mic nói nào. Thank you.
Ôi Dung ơi, con phải bảo bố hoặc mẹ đổi máy đi, như thế này thầy cô gọi con không trả lời được đâu. Dung nghe nhá. Bảo bố với mẹ đổi máy đi. Để thì mới học được, chứ không thì chỉ nghe được tiếng một phía của cô thôi, các thầy cô gọi là con không trả lời được đâu. Vẫn bị như vậy. Em Vũ. Em ạ. Ừ, cô gọi Vũ nào. Em cô là 776 nhân với 33 lớn hơn 1365 nhân với cả âm 166 ạ. À Vũ giải thích cho cô tại sao lại điền dấu lớn ở đây nhỉ? Em cô là vì kết quả của hai số dương cộng với nhau nhân với nhau số dương, còn kết quả của một số dương nhân với một số âm là ra âm ạ. À rồi, vậy để khi chúng ta làm bài chúng ta sẽ trình bày là gì? Chúng ta sẽ điền ở đây là dấu gì? Dấu lớn hơn này. Và các bạn giải thích là vì cô sẽ hướng dẫn các bạn một phần nhá. Rồi, ở phần D vẫn tiếp tục vì. Vì kết quả của vế bên trái của chúng ta là số nguyên dương, còn kết quả của vế bên phải là số nguyên âm. Vế trái là số nguyên dương. Lớn hơn vế phải là số nguyên âm. Xong chưa nhỉ? Xuân làm được chưa? Vậy với những cái bài này mà không đặt bút vội tính toán được nhá. Có những đề bài người ta sẽ không ghi là không tính kết quả mà so sánh. Người ta hãy ghi luôn là so sánh thì các bạn phải suy nghĩ nhá. Dựa vào những nhận xét mà các bạn đã học, đã rút ra từ quy tắc nhân các số nguyên mà chúng ta đã học ở trong tiết trước. Các bạn đã dừng lại đến bài 2 và cô sẽ chuyển bài khác. À, các bạn chuyển sang phần tìm x cho cô nào. Chưa làm bài tìm x nào đúng không? Thực hiện cho cô. Thực hiện cho cô bài 1 và bài 2 trong phần tìm x. Cô, cái dấu nhân nó nhìn rõ lắm cô. Em sẽ coi lưu vệ sinh. Bây giờ chúng ta có cần phải ghi đâu. Đây là cô còn ghi rõ dấu chấm ra. Còn bản thân là chúng ta thấy... Đi, không phải xin phép nữa đâu. Cái dấu nhân của... Đây chính là dấu nhân, đúng không? Còn không, nếu mà cô viết như thế này, cô bỏ dấu nhân đi. Thì các bạn, như cô bỏ dấu nhân thì ở trong phần A này thì các bạn hiểu vẫn đây vẫn là phép gì? Phép nhân cơ. Rõ chưa? Phần này chúng ta học từ đầu năm rồi mà. Các bạn hoàn thành nhanh cho cô bài 1 và bài 2 tìm x. Cấu trúc của đề thi học kỳ của chúng ta sẽ bao gồm vẫn là 3 điểm trắc nghiệm và 7 điểm tự luận. Nhưng chúng ta sẽ thu gọn lại là 12 câu trắc nghiệm. Tự luận dạng bài, chúng ta sẽ có bài dạng thực hiện phép tính. Thực hiện phép tính nó sẽ liên quan đến phần cả số tự nhiên và số nguyên. Bài 2 là bài tìm x, nó sẽ vừa liên quan đến số nguyên và số tự nhiên, gồm tất cả các phép tính mà chúng ta đã được học nhá. Bài 3 là bài toán lời về bội chung và bội chung nhỏ nhất. Kỳ 1 thì chúng ta học về có bài kiểm tra giữa kỳ về ước chung và ước chung lớn nhất rồi, thì bây giờ cuối kỳ là bội chung và bội chung nhỏ nhất. Bài 4 sẽ là bài tập về bài tập hình. Bài 5 là dạng bài tập khó và quan hệ chia hết. Đấy, đấy là cấu trúc đề. Các bạn sẽ làm bài 1, bài 2 và cứ mỗi ngày nếu mà cô rỗi thì cô cũng sẽ cho các bạn một đề. Sau đó chúng ta kết hợp với cả ôn tập học kỳ nhá. Cũng không còn thời gian nữa đâu, chỉ 1-2 tuần nữa thôi là các bạn sẽ kiểm tra cuối kỳ đấy. Mong là lúc đấy chúng ta sẽ được đi học trực tiếp và để làm bài kiểm tra cuối kỳ. Chính vì vậy nên là các buổi chiều chúng ta vẫn học thêm online bình thường. Nên các bạn phải chú ý giờ giấc của thời khóa biểu như ở trên khi đi học ở trường nhá. Bây giờ không phải để cô phải nhắc, cô chỉ nhắc những cái buổi đầu thôi, chứ không phải lúc nào cô cũng vào phần mềm trực tuyến, phần mềm team mà cô gọi từng bạn nhắn lên trên nhóm các bạn vào đâu. Các em nghe rõ điều đó nhớ nhá. Phải biết tự giác. Các thầy cô sẽ tải cái phần ứng dụng về, bạn nào cứ ra vào liên tục này, thoát phần mềm này hoặc đi vào muộn là cũng tính như đi học muộn đấy.
Em thì chủ yếu là tự giác thôi. Bây giờ mà không tự giác, kể cả những cái buổi các thầy cô ôn thêm cho các em mà các em cũng không chịu vào học, thì đến lúc mà đi học trực tiếp và đi làm bài kiểm tra thì các em không theo được các bạn khác đâu nhá. Nào, bài 1, tìm x thuộc z biết. Các bạn cho cô biết ở trong cả 4 phần A, B, C, D, X đóng vai trò là thành phần gì chưa biết. Cô mời bạn Uyên nào. Em thưa cô là X là phần không biết qua đấy vì sao ấy cô ạ? Không phải vì sao đâu, các bạn chưa biết nên bạn chưa trả lời được đấy. Uyên trả lời đi. Em xin với cô, em đi vệ sinh. Rồi cứ đi đi, sao quay lại được, không phải nói nữa đâu. Ấn đấy. Ồ, mic của Uyên, không biết là Uyên đã trả lời, không biết trả lời hay là mic của vấn đề nhá. Ờ, thì đều là nhất là nhất là thừa số ạ. À, thừa số chưa biết. Thế muốn tìm thừa số chưa biết em làm thế nào? Nhớ. Muốn tìm thừa số chưa biết em làm như thế nào? Em cho cô muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thiểu số đã biết ạ. À rồi, cô cảm ơn em. Rồi, em tắt mic đi. Các bạn nhớ rằng phép chia phần số nguyên cùng dấu và khác dấu nó tương tự như phép nhân nhé. Vậy cô sẽ làm mẫu cho chúng ta phần A nào. Nào, x là thừa số chưa biết thì ở trong phần A x sẽ bằng gì đây nhỉ? Cô mời bạn Linh nào, tìm cho cô nào. Em cho cô là các bạn khác tắt mic đi nhá. Linh trả lời đi con. Cho cô âm 93 cộng với cả x là thừa số chưa biết mà lại bằng âm 93 cộng cái gì? Linh đâu rồi? Em vẫn đây thôi. Nhìn vào bài ấy. Không phải nhìn vào bài. Con chép đề vào vở chưa? Em chép của em đang suy nghĩ bài này. Trời ơi, nếu mà cô bỏ phần dấu âm đi thì nó là bài toán thuộc lớp 2 đấy Linh nhá. Lớp 2, lớp 3 đấy. Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm nào nhỉ? Em giữ anh cô. Cô đang hỏi Linh. Linh trả lời khẩn trương nào. Bây giờ quay lại dạng toán tìm x đơn giản, tiểu học lại quên hết rồi. Không để ý gì đến cái dấu âm của bài toán nữa. Đây là dấu của số âm nhá. Thì x của bạn Uyên, bạn mới trả lời là x là thừa số chưa biết thì bằng gì? Tích chia thừa số đã biết thì bằng gì đây Linh? Trong cô âm 93 chia cho âm 51. Trời ơi, có vậy thôi mà là mất thời gian lâu quá. Chú ý là phải khi cái số thứ hai chia là phải đóng vào ngoặc vào vì nó còn liên quan đến dấu của phép tính. Vậy chia hai số nguyên âm thì chúng ta cũng thực hiện như phần nhân, chúng ta chỉ cần chia hai phần số tự nhiên thôi. Nào, vậy bằng bao nhiêu nhỉ? Tâm cô bằng 3. À rồi, có thời gian nhá. Rất đơn giản đúng không? Rồi, cô cảm ơn em. Nào, phần B nào. Cô phép chia giống phép nhân hả cô? Là phép tính ngược của phép nhân. Giống hệt nhá. Chia hai số nguyên âm thì chúng ta chỉ cần chia hai phần số tự nhiên. Còn chia hai số nguyên khác dấu thì chúng ta chia hai phần số tự nhiên và đặt dấu gì? Trừ trước kết quả. Giống hệt phép nhân nhá. Một cái là nhân thì còn cái còn lại thì ngược lại là chia.
Nào, phần B. Phần B, cô mời Đức Anh nào. Hello cô là bằng x bằng âm 20 chia cho âm 4 bằng 5 không? Đấy, bằng, các bạn phải chú ý đọc là đóng bằng ngoặc cho cô chứ. Cái số đầu tiên thì các em đóng cũng được, không đóng cũng được nhá. Cái số thứ hai thì các bạn phải chia cho mở ngoặc âm 4 đóng ngoặc và x bằng bao nhiêu? Tôi có x bằng 5 ạ. Rồi, tốt. Câu C. Câu C, cô mời bạn đi nào. Các em tiếp tục làm câu C, câu D và bài gì? Bài 2 đi nhé. Vi đâu con? Vi hay đóng Vi hay một cô? Vi, Vi. Vi không biết làm mà hay làm mic đâu sao mà chả biết trả lời gì nữa. Mời bạn khác nào. Cô mời Giang nào. Cô em không nghe rõ. Con làm câu C đi. Em nghe cô là. Em nghe cô là. Cô C à cô? Ừ. Không tập trung à? Ồ. Em nghe cô là. Trong phần B này mà. Em nghe cô là 2. X bằng 25. 25 chia âm 15 ạ. À nhầm âm 5 ạ. Cả đóng mở ngoặc nhá. Vâng. Nó bằng bao nhiêu nhỉ con nào? Bằng 5 ạ. Bằng mấy? À, cô bằng âm 5 ạ. À. Chia hai số nguyên khác dấu thì tương tự như nhân hai số nguyên khác dấu. Chúng ta chia hai phần số tự nhiên và đặt dấu trừ trước kết quả. Câu D. Câu D, cô mời bạn quân cô ơi. Để cô gọi hết một lượt cả lớp đã. Quốc Cường nào. Cô D là x bằng 36 chia 12 bằng 3, x bằng 3. Câu D là giống như bài toán lớp 3 rồi đúng không? Rồi, cô cảm ơn em. À, sang đến bài 2, chúng ta nhìn thấy các phép tính của chúng ta sẽ gồm nhiều phép tính hơn đúng không? Nhưng vẫn trong gì? Nhân và cộng trừ thôi. Nào, trình bày cho cô. Trong phần A, khi thực bắt đầu tìm x thì chúng ta phải làm gì trước nhỉ? Ở câu A nào. Cô mời bạn Bảo nào. Em cô em sẽ lấy 10 nhân với cả âm 4 trước ạ. À, bạn sẽ phải tính xem vế phải của nó bằng bao nhiêu đúng không? Rồi bà trình bày cho cô luôn đi. Cô là âm 15 nhân x bằng âm 40 trừ 5. Bạn đọc như thế nào cô sẽ viết y như vậy nhá. Âm 15 nhân x bằng âm 45 ạ. X bằng âm 45 chia cho âm 15. Câu cô là x bằng 3. Nhận xét bài trình mà bạn Bảo trình bày nào. Bài nào gọi Bảo là đúng hay sai? Được chưa nhân?
Cô mời bạn Phương nào. Phương ra chưa vào lại à? Cô mời bạn Hoàng nào. Em thưa cô là bạn trình bày được chưa? Rồi ạ. À rồi ạ. Cô lưu ý các bạn là những phần dấu âm mà bên cạnh phần dấu của phép tính thì các bạn đóng màu ngoặc cho cô nhé. Và khi mà cô trình bày, các bạn trình bày thì do đây là cô đang sử dụng máy tính cô gõ thì các bạn phải lưu ý cho cô là các gì khi làm bài tìm đích thì các dấu bằng là chúng ta viết thẳng trên một đường thẳng nhá. Đây là cô không tách nó ra nó sẽ gì. Đấy, viết nó trên một đường thẳng để trình bày bài trình bày của chúng ta nó sẽ gì đẹp hơn. Đây cô đã chỉnh lại rồi. Cái số âm mà chúng ta viết cùng cái phép tính ở phía sau ấy thì chúng ta phải cho cái gì dấu ngoặc vào, còn ở vị trí đầu thì không cần. Rồi cô cảm ơn Bảo Hoàng. Tiếp tục phần B nào. Phần B cô mời bạn Dương nào. Dương đâu rồi? Dạ. Làm phần B nào. Nhìn lại D giúp nào, nhìn lại D nào. D đưa cô xem làm hay là vừa cô chỉnh lại nó bị mất. Đây đề đây mà. Nhìn lại là. Phần B ở trên bảng ấy thôi em. Nào, bách ra ngoài và ấn lại màn hình. Nhìn thấy chưa? Thế từ nãy giờ chưa xếp đề đến phần B á? Có nhiều thích nhỉ? Vẫn không nhìn thấy đề à? Các bạn khác có nhìn thấy đề không? Có nhìn thấy đề cô ơi. Đấy. Đây bây giờ cô mới cho lên thì chắc các bạn sẽ bị mất đúng không? Bây giờ cô cho xuống thì các bạn sẽ nhìn cô đang chia sẻ màn hình. Nào Dương ấy lại đi, làm lại đi. Cô mà em kẹp nó không nghe rõ cô ơi. À thế thì phải chịu thôi chứ giờ biết làm sao. Bằng âm 9 á. Âm 14 4 mà bằng âm 9 á. À. Rồi tiếp tục đi. Vậy thì khi đọc để cho người khác biết thì bạn muốn làm như vậy thì bạn nói luôn là âm 9 đóng mở ngoặc luôn đúng không? Viết đi,
Cứ đọc đi. Mấy điểm cái gì với 4? Rồi. Cứ đọc đi nào, nhanh nào. Hình như đề chỗ này có vấn đề đúng không? Vâng cô, em không tính ra kết quả cô ạ. Em là ôi, sai rồi cô, đề sai rồi. Hình như lúc đầu là hay là cô bấm vào nhầm cái gì không? Lúc đầu các bạn nào chép đầu đề có số 3 không? Có, lúc đầu đề có số 3 cô. Có mà vẫn là đề vừa rồi cô. Dùng phân số cô ạ. À, phân số nhưng mà nó không phải là số nguyên. Để bài yêu cầu là tìm số nguyên đấy. Hình như lúc đầu nó không có số 3 ấy, sao nhỉ? Đúng rồi. Đúng rồi, lúc đầu không có số 3. Sau đó cô ấn, cô cóp sang như có vấn đề đúng không? Lúc đầu không có số 3 thì chỗ này vẫn là âm 3 thì mới ra được. Vì đây là chúng ta là tìm số nguyên. Còn nếu mà người ta yêu cầu tìm x thì chúng ta để dưới dạng phân số cũng không sao cả, đúng không? Lúc mà cô cóp vào đến đến đây rồi, lúc đầu không có số 3, vậy bây giờ chỉ còn là âm 3 nhân x bằng âm 6 thì Dương xử lý tiếp cho cô nào. Bạn nào xếp lại đề các bạn sửa đi cho cô nhé. Thế cho đóng mở ngoặc âm 3 đúng không? Đó. Rồi, tốt rồi, cô cảm ơn em. Vậy là với bài tập này chúng ta phải linh hoạt cả phép gì? Nhân hai số nguyên này, cộng này, đúng không? Chia này. Đấy, một bài toán tưởng chừng như đơn giản nhưng mà phải biết thực hiện rất là nhiều quy tắc để làm ra kết quả bằng 2. Rồi, rất là tốt. Con làm đi. Làm nữa đi mẹ, mai tí lại phải chụp bài cho cô. Nào, câu C. Cô giáo để một phút cho các bạn, những bạn mà chưa làm được bài tìm lít cô B thì các bạn làm nốt nhá. Suy nghĩ cô C và chuẩn bị bài làm cô C cho cô, đó là bạn bạn gì? Quý mẹ kiểm tra đã, đưa đây. Bạn Ngọc nhá, câu C là bạn Ngọc, câu D là bạn Dương à? Bạn Dương vừa làm xong rồi. Mẹ ạ, khoan. Không đi xuống. Câu C là bạn Ngọc, câu D là bạn đúng rồi, đúng rồi. Đi Cường. Em cô cậu. Em cho cô C là câu C là 7 nhân x bằng âm 13 trừ 1. Âm 13 7 nhân x bằng âm 14. Rồi. X bằng âm 14 trừ 7. À chia 7 cô ơi. X bằng âm 2. Tốt, rồi cô cảm ơn em. Ngọc làm rất là nhanh, chính xác rồi. Khỏi đã làm được câu D cho em. Rồi ạ. Rồi, em xử lý nốt câu D cho cô, các bạn cùng xem nào. Cho cô đây là đóng ngoặc âm 8, đóng ngoặc nhân x. Làm gì nào? Bằng đóng ngoặc âm 23, đóng ngoặc nhân trừ 17 ạ. Tốt. Đóng ngoặc âm 8, đóng ngoặc nhân x bằng âm 40 ạ. Tốt. Rồi tiếp tục đi. X bằng ngoặc âm 40 đóng ngoặc chia
Mở ngoặc âm 8 đóng ngoặc ạ. Nó có x 3 âm, x 1 5 ạ. Rồi, nhận xét bài làm một khởi nào. Cô mời bạn. À, Phương nào. Em thưa cô là cái phần âm 8 thứ hai bạn có thể bỏ dấu đi được ạ. À rồi, không, cái đấy không, ta không cần vấn đề, đúng không? Bỏ đi cũng được, không cũng được thì chúng ta không cần phải nhận xét. Mà nếu trường hợp là thiếu mà bị sai thì chúng ta mới đi nhận xét, đúng không? Phần này có cũng được, không có cũng được, mà làm thế này là cẩn thận rồi. Thì kết quả và phần trình bày của bạn được chưa? Em đâu có là bạn chưa? Đúng chưa nhỉ con? Rồi ạ. À rồi, tốt rồi, đúng không? Vậy là cô, trong khi cô mời bốn bạn đại diện cho các bạn thực hiện tất cả các bài tìm ích thì các bạn đều làm rất là nhanh và chính xác. Rồi, đi thi phần này, bài tìm ích chúng ta sẽ có, theo ma trận chúng ta sẽ có 3 câu. Sẽ bao gồm cả phần gì? Tự nhiên lẫn phần số nguyên. Nên chúng ta nhớ được các gì? Các thành phần chưa biết là thành phần gì. Và phải thực hiện linh hoạt các quy tắc cộng trừ nhân chia số nguyên và số tự nhiên nhá. Thì chúng ta mới làm nhanh được. Ở trong đây thì cô chưa có cái dạng bài, cô cho thêm một phần nữa đây. Cô viết sang bên đây, các bạn bổ sung cho cô, đấy là cô E này. Nó chưa liên quan đến trị tuyệt đối này. Các bạn thực hiện cho cô E nhá. Đối của x 5 âm 2 làm cho cô E chị tuyệt đối của x trừ 5 bằng âm 2. Giá trị tuyệt đối hả cô? Đúng rồi. Trị tuyệt đối của x. Hiền ơi, con lên đây. Các bạn cứ coi chỉ tuyệt đối của x là thành phần chưa biết bình thường và thực hiện như bình thường nhá. Giống như ở phần số tự nhiên cô đã hướng dẫn các em rồi. Thế nào cho cô biết nào? Trong bài phần E này thì cho cô biết giá trị tuyệt đối của x là thành phần gì chưa biết ở trong bài toán này. Cô mời bạn ai mà chưa được gọi nhỉ? Anh chưa được gọi xưng tên thôi nào. Cô mời bạn Quốc đi. Cô giá trị tuyệt đối trừ 5 bằng âm 2. Nghe rõ câu hỏi trả lời lời Quốc này. Giá trị tuyệt đối của x đóng vai trò là thành phần gì chưa biết? Cô giá trị tuyệt đối của x là đóng vai trò số bị trừ. À, tôi muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào nhỉ? Cô muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với cả số trừ. Rồi, em thực hiện luôn. Vậy lúc này giá trị tuyệt đối của x bằng cái gì? Cô dùng cái sổ chéo này là giá trị tuyệt đối của x bằng nhá. Cô không phải dùng phần mềm toán học nữa, nó mất thời gian. Âm 2 cộng 5. Nhớ là cô đánh cho nó nhanh nhá, phải là sổ thẳng đứng ấy nhá. Tí nữa này, đợi cô tí không, tí nữa các bạn ấy lại là gì, lại viết sổ chéo vào vỏ nó thì thôi rồi. Đợi cô. Tiếp tục đi cô. Bằng gì nhỉ? Cô bằng giá trị tuyệt đối với bằng bằng 3. À, bằng 3. Vậy lúc này chúng ta phải tìm x, suy ra x bằng bao nhiêu? X bằng 3. À, mỗi 3 thôi à? Phần này học ở trên lớp rồi đấy.
Hoặc x bằng mấy nữa? Âm 3. À rồi. Là vừa trả lời hộ đấy. Đúng rồi. Chúng ta học rồi hai số mà đối nhau thì có trị tuyệt đối bằng nhau. Học nó trước khi một tuần, trước khi chúng ta nghỉ dịch cơ mà. Vậy thì 3 hoặc là âm 3 đều có giá trị tuyệt đối bằng 3. Vậy chúng ta tìm được hai giá trị của x thỏa mãn bài tập này nhá. Như vậy cũng cái đề bài như thế này, các bạn chữa cho cô phần E vào vở đi. Nhiều bạn sẽ không nào là phần E đâu. Hoặc đến đây các bạn chỉ suy ra x bằng 3 là thiếu, thiếu x và chỉ được nửa số điểm thôi. Bạn nào mà sau rồi thì cô giáo sẽ đổi đề một chút sang bên đây là phần F này. Cô sửa đề đi một chút. Thay dấu trừ 5 bằng dấu cộng 5 thì các bạn sẽ thực hiện cho cô xem như thế nào. Những bạn chưa làm được phần E các bạn chữa rồi nhé. Và các bạn chuyển phần F ra đây Hiền ơi. Lớp phần này. Nào chúng ta làm nốt phần F rồi chúng ta nghỉ nào. Cô mời bạn em Vũ. Ờ Vũ đi. Cô giá trị tuyệt đối giá trị tuyệt đối của x bằng âm 2 cộng 5. Âm 2 gì? Âm 2 Ông 2 trừ 5. À âm 2 trừ 5. Bằng gì nữa nhỉ? Bằng âm 7. Rồi làm sao nữa nhỉ? Thì là kém thôi. X bằng bố. X bằng kém. Hoặc bằng âm 7 ạ. Bằng 7 hoặc âm 7. Âm 7 hoặc. Thì con làm sai rồi. Được xét bài làm của Vũ nào. Đức Anh tắt mic đi con. Tiền Anh nhận xét cho cô bài làm của Vũ nào. Được, cô em thấy bài làm của bạn đúng rồi ạ. À, có bạn nào ý kiến khác không? Cô tay đói cho cô nghe nào. Em Phương rồi. Rồi cô mời Phương nào. Em đưa cô là sau x sau từ hoặc thì phải có x bằng âm 7 ạ. À, cũng đồng ý với kết quả trên. Rồi ai nữa không? Và một ý kiến gì không? Không có chỉ đâu. Không. Em không cô ạ. À, thế vậy là chứng tỏ là một tuần nghỉ dịch và trước đó cô dạy là bây giờ không còn chữ gì ở trong đầu nữa rồi. Ai nhỉ? Em còn ạ. Ừ, Huy Cường nói đi. Em thưa cô, x giá trị tuyệt đối phải bằng 7 thôi cô ạ. À, thế à? À. Chứng tỏ là đời cô nói ở trên lớp, cô giảm bài khi buổi chiều học hết rồi. Giá trị tuyệt đối của một số luôn là một số không âm, tức nó có thể bằng 0 hoặc là số nguyên dương. Vậy đến đây mà chúng ta tìm ra nó bằng âm 7 là nó vô lý rồi. Các bạn thấy là vế bên phải của trị tuyệt đối luôn là một số không âm, tức là nó có thể bằng không hoặc là một số dương cơ mà. Thế nên đây bài toán chúng ta kết luận tìm được trị tuyệt đối của x là âm 7 mà chúng ta lại suy ra được x là hai giá trị. Con đi xuống dưới đi. Thế trong khi đó các bạn làm bên đây rồi mà các bạn không thử lại. Thế hóa ra đề của cô như thế này. Cô thay đổi đề mà các bạn vẫn tìm được x. Thế giá trị tuyệt đối của 7 các bạn bằng bao nhiêu? Bằng 7. Giá trị tuyệt đối của âm 7 cũng bằng 7. Thế đây lại ra chúng ta đề của chúng ta là ra âm 7 cơ mà. Vậy đến đây là không tìm được giá trị của x thỏa mãn. Vì sao? Vì trị tuyệt đối của x luôn là một số không âm.
Vậy là các bạn không xem lại phần học thêm về, không ôn lại lý thuyết đâu nhá. Vì trị tuyệt đối của x luôn là một số lớn hơn hoặc gì cùng lắm là bằng không. Nghe rõ chưa cả lớp? Vậy cứ nhìn thấy một bên là giá trị tuyệt đối x, một bên phải là số nguyên dương hoặc là bằng không thì mới tìm được nhá. Còn cứ có số âm này là kết luận không tìm được x. Chú ý cho cô phần e và phần f mở rộng. Ghi chú ý đánh hoa thị vào trong vở. Và từ lần sau khi gặp bài tập này thì không được làm sai nữa. Từ bạn học tốt đến bạn học chưa tốt đều bị sai. Mà nếu nhớ không lầm thì mở lại vở học thêm phần bài đầu tiên của số nguyên cô đã cho các bạn ghi. Trị tuyệt đối của x luôn lớn hơn bằng 0 rồi. Chú ý cho cô hai bài tập này nhá. Phần e và phần f. Cô giáo không giao bài tập về nhà cho các em nữa mà các em sẽ tiếp tục hoàn thành cái tờ mà cô giáo gửi lên trên nhóm lớp, phiếu bài tập đấy. Sẽ học toán gì? Toán số. Đọc trước bài toán số và làm trước các hoạt động nhá. Các em nghe rõ chưa? Rồi, ngày mai chủ nhật thì chúng ta nghỉ nhá. Rồi, các bạn nghỉ và chào cô. Chào cô. Chào cô. Chào cô.